Vâng, thì kính thưa các thầy cô, kính các bạn thân mến, thì hôm nay lớp A0K18 thì tổ chức một cái buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày nhập học. Lớp bọn em là nhập học ngày tháng 8 năm 1982. Tháng 8 năm 1982 ở cái khu vực nhà C Tường Đình. Đấy, thầy là lúc nãy thì lớp với cả một số thầy cô hay chụp ảnh, thầy Việt, cô Tính và thầy Long có qua chụp ảnh ở nhà C. Và bây giờ thì có cái buổi họp mặt hôm nay, trước hết là thay mặt lớp là rất là cảm ơn các thầy cô đã nhận lời đến dự cái buổi họp mặt này. Đến giờ này thì có 11 trên 12 thầy cô là có mặt, đúng hình rất ít các cái ảnh cũ mà có. Hôm nay là hiệu trưởng Đại học Khoa học Tự nhiên triệu tập giáo viên chuyên toán, triệu tập giáo viên khối chuyên toán đến họp để giao nhiệm vụ. anh cũng tặng hiệu trưởng quá đấy. Vâng, thế mà dòng hiệu trưởng mà. Trước khi bắt đầu thì trước hết em sẽ trân trọng giới thiệu các thầy cô lại một lần nữa, sau đó giới thiệu em với cả các bạn trong lớp tự giới thiệu, sau đó thì chúng ta sẽ xem một số cái có mặt lớp bọn em và các thầy cô để chúng ta nhìn lại những cái bức ảnh cũ. Thì rất tiếc là hôm nay thì ở cái nhà hàng thì nó không phải phục vụ cho cái việc hội thảo, nên đây là mình yêu cầu thêm là nên thấy ra cái chất lượng và chiếu sẽ không được như ở những cái phòng hội thảo. Thì trước hết thì em xin trân trọng sẽ giới thiệu các thầy cô. Nên đề nghị Thị Linh là giới thiệu là người cao tuổi nhất của khối chuyên toán từ xuống để xem là anh có nhớ được ai nhiều tuổi nhất hay không. Nhiều tuổi nhất ạ? Vâng, thế thì em nghĩ một chút. Đây là Lê Văn Việt ạ. Đây là Lê Văn Việt. Thầy Lê Văn Việt là cao tuổi nhất. Vâng, thầy Lê Văn Việt dạy địa lớp bọn em cả 3 năm liền ạ. Nhà Đinh Tiên Hoàng và là chủ nhiệm một cái câu lạc bộ nhiếp ảnh. Tí nữa tất cả các ảnh của bọn em ở đây là phần lớn là đều do thầy chủ nhiệm. Và lại tiếp theo là thầy Hoàng Giang, Dương Hoàng Giang, Dương Hoàng Giang. Vâng, thầy Dương Hoàng Giang là nhà Trần Nhân Tông, nhà chồng của cô Đặng Thị Hoa. Vâng, thầy Giang là dạy cũng dạy môn hóa của em cả 3 năm liền. Các bạn một tràng vỗ tay chúc mừng thầy Dương Hoàng Giang. Thầy Giang là người có tư tình đang đấy. À thế ạ. Tiếp theo là cô Đặng Thị Hoa. Cô tính nhiều tuổi hơn ạ. Có, em có database ở đây, tí nữa mở lại kiểm tra. Và cô Nguyễn Thị Tính, cô Tính thì là chủ nhiệm lớp bọn em, dạy môn sinh học cho bọn em, sinh vật cả sinh học cả 3 năm liền. Và tiếp theo là cô Đặng Thanh Hoa là vợ của thầy Khang, cô Hoa dạy môn văn. Cái gì nói lại? Vợ thầy Giang. À vâng, xin lỗi. Thầy nghe rõ lắm. Cô Hoa thì chính thức thì không dạy lớp em, vì cái môn văn lớp em là thầy Vinh đảm nhận. Và thầy Vinh là không nhường sân. Có một số buổi thì cô Hoa dạy, nhưng mà cũng vẫn quá nhớ là cô Hoa là dạy ở lớp bên cạnh, dạy khóa trước, dạy cho khóa trên, và cô dạy rất sôi nổi nên bọn em nhiều lúc là cũng nghe lọt ra bên cạnh. Xin trân trọng giới thiệu cô Đặng Thị Hoa. Thầy Mậu, thầy Khang này. Thầy Mậu chưa? Thầy Khang chúc mừng. Tuổi thế nào? Chúc mừng Khang. Đâu, chứng thế nào? Anh Mậu là 47, tôi cũng chứng. Không, trên giấy thì ít hơn, trên giấy. Thế thì xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Xuân Khang. Là thầy Khang là dạy lớp chúng ta cả 3 thầy năm Khang dạy lý. 2 năm thôi. 2 năm thôi ạ. Năm thứ 3 là thầy Khang chuyển sang thành lập khối trị lý. Chưa nhầm. Sau khi bọn mình học xong thì mới thành lập trị lý. Thành lập trị lý. Thầy Khang thì là nhà là cũng trong ở trong ký túc xá. Thành ra đi nữa xem ảnh thì cũng thấy là có rất nhiều gắn bó với lớp.
Có thầy thường thầy xuyên. Khang là phó chủ nhiệm đó. Vâng. Thầy thường xuyên lên khu nội trú là người quán tuyến. Và như là trưởng ký túc xá. Thầy sang kiểm tra liên tục. Hồi ấy là thầy Khang với thầy Việt là vâng ạ. Thầy Việt thì vào ở hẳn trong ký túc xá. Vâng. Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Văn Mậu. Thầy Mậu thì là dạy môn toán. Em nhớ là lớp 11, 12 thì thầy năm em lớp lúc mới vào ấy là thầy Hùng và thầy Lê Đình Thịnh dạy đầu tiên. Đấy, sau đấy lên năm sau có thầy Hứa Nam Sơn, thầy Điều và thầy Hà, thầy Đỗ Thanh Sơn, thầy Mậu thì chủ yếu là đặc biệt là cái trận phần mà cuối lớp 12 thầy vào là thầy đưa mấy bài xong bảo là bọn này thế này thì trường đại học hết. Thầy phải củng cố cho mấy bài. Đúng rồi. Và xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Văn Mậu. Tiếp theo là thầy tuổi ạ. Vâng. Thầy Lê Đình Vinh. Anh yêu em nung nấu nên một em số thôi để không một ai biết có em ở trên đời. Đấy là sự bất hủ của thầy Lê Đình Vinh, nhưng mà không biết là có phải dành cho cô Bình không. Tí nữa thì thầy bật mí cho bọn em là những câu thơ đấy là dành cho ai. Thầy Vinh là dạy cho lớp chúng ta cả 3 năm môn văn. Đấy. Nhưng mà có rất nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm là các bạn nội trú lại như là hồi đấy cô Bình còn nấu ăn cho ăn sáng cho lớp nội trú đúng không? Và đội tuyển ấy, thì thầy dẫn bọn em đi ăn phở ở bên ô tô Hòa Bình. Phở thì ăn ô tô Hòa Bình, nhưng mà đến buổi có cái buổi cuối cùng. Những cái đội tuyển đấy là đội tuyển cho lớp của năm trên đấy. Thì em có được ăn, đến buổi cuối cùng thì là cô Bình nấu ăn ở nhà thầy. Mà em còn nhớ là sau đấy thì Dương Siêu ở nội trú thì còn xuống bếp lục thêm công nguội để đổ thêm vào bánh phở. Thế bây giờ anh Dương Siêu là đại gia ở Hungary. Mấy năm trước, 5 năm trước có mời các thầy cô qua Hung chơi một chuyến. Đấy, kỷ niệm là cơm nguội chan nước phở ở nhà thầy Lê Đình Vinh. Vâng, tiếp theo là thầy xin giới thiệu thầy Phạm Văn Hùng. Đấy, như em nói thì thầy Hùng là ngay đầu tiên là vào dạy ngay những cái buổi đầu tiên cùng với cả hồi đấy gọi là bác Thịnh, bác Lê Đình Thịnh. Thế sau này thì thầy Hùng thì lại là thành gọi là gì, anh rể một bạn trong lớp. Đấy, thì rất là Trịnh Dũng đợt vừa rồi cũng về, bọn em cũng được dịp gặp nhau. Và thầy Hùng thì bây giờ vẫn là có tham gia giảng dạy ở khối chuyên, nên em cũng may mắn là được gặp thầy thường xuyên. Thì em vẫn đi đám cưới thầy. Cái chậu rất to. Vâng, xin trân trọng giới thiệu. Tiếp theo là thầy Nguyễn Vũ Lương. Thầy Phạm Đăng Long. Thầy Long là cũng là dạy hình học ngay từ những cái buổi đầu tiên vào lớp nhà C ở Thượng Đình. Thầy Long thì cũng có rất nhiều kỷ niệm gắn bó với lớp. Đội tuyển là thầy Long là người dẫn đội tuyển. Thầy Long thì sau này thì còn cái thời gian ở Ba Lan cũng gắn bó với các bạn, và bây giờ thì tất cả các cái ảnh rồi video clip của khối chuyên toán trường chuyên ấy là gần như là thầy Long đảm nhận. Thế trước cái buổi này thì các bạn có nói với em là phải thuê một cái người chuyên nghiệp để quay dựng clip cho lớp, nhưng em bảo đây là chuyên nghiệp nhất rồi, vì những cái gọi bên ngoài ấy thì sẽ không có thể hiểu được thầy nào cô nào, còn với thầy Long thì lại là người trong cuộc, thầy sẽ rất hiểu và sẽ hy vọng là thầy sẽ giúp để cho lớp một cái clip kỷ niệm ngày hôm nay. Và tiếp theo là thầy Nguyễn Vũ Lương. Trẻ nhất đấy nhỉ? Thầy Nguyễn Vũ Lương gần trẻ nhất ạ. Gần trẻ nhất, thầy Nguyễn Vũ Lương thì lớp chúng ta thì thầy Lương không dạy. Đấy, nhưng thầy Lương thì sau này là chủ nhiệm khối phổ thông chuyên toán. Và thầy Lương thì có rất nhiều huyền thoại ở trên mạng. Cứ tra tên Nguyễn Vũ Lương ra thì là rất lắm giai thoại. Giai thoại positive chứ không có giai thoại. Và thì hôm nay là lớp rất vinh dự tiếp thầy không biết là trẻ nhất là thầy Tô Quốc Bình. Thầy Tô Quốc Bình thì nguyên là học sinh ở đây, thì có thầy Hùng là chuyên toán khóa 2, thầy Bình là chuyên toán khóa 4. Đấy, thầy Tô Quốc Bình là dạy cũng lớp 8. Đấy, nếu các bạn còn nhớ là nhắc các Đê Đê Kinh. Đấy, ngay ở phần. Và sau đấy thì
em vẫn nhớ cái hình ảnh hình như là thầy thầy Bình ấy có cái hình ảnh cờ trần mà treo mà ống nước ở chỗ nhà khu nhà C3 nó bị tắc, thầy Bình là cởi trần xuống để coi như là dọn dẹp. Và đoàn thanh niên của hôm nay rất vinh dự là ngồi một cách ngẫu nhiên là ngồi cạnh bạn Đặng Thế Lan, nguyên bí thư, bí thư và bí thư của khối, hình như là thế, chắc chắn có nhiều kỷ niệm. Thế thì thầy Bình còn là một thủ môn trong các trò thế ạ. Bác bảo vậy đấy thì mình có biết vâng đấy đây là xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả các thầy cô đã đến dự trong buổi hôm nay. Thế bây giờ các bạn trong lớp sẽ tự giới thiệu về bản thân và nhanh ngắn gọn. Hy vọng đấy hai bạn đứng trước đi. Linh ơi, lứa các em là sinh năm 67 ạ. 68 ạ. Con em đúng tuổi là 68 ạ. 68, 69. Đúng tuổi là 68. Vâng, nhưng mà trong lớp có bạn sinh năm 69 và có bạn sinh năm 70 cũng có. Em là sinh năm 1969, tức là bé gần nhất lớp thì hình như còn lớn hơn một số bạn ở đây. Em thực ra là em cũng theo được toán của các thầy cho đến khi vào đại học. Sau đấy thì em lại rẽ sang kỹ thuật. Bây giờ em vẫn làm theo cái nghề kỹ thuật đấy, tức là nghề viễn thông. Cán bộ chủ chốt của tập đoàn viễn thông ạ. Lên trên bà chưa? Sắp sửa bằng ngoài ạ. Sắp sửa bằng ngoài. Vâng ạ. Em là ở tập đoàn bưu chính viễn thông ạ. Vâng ạ. Ở cái tòa nhà chỗ Huỳnh Thúc Kháng ấy ạ. Vâng. À, thế chắc là xếp tên là anh Phạm Đức Long ạ. Vâng, anh Long. Trước anh làm tôi, anh làm chủ tịch ở đấy chưa? Dạ. Hai đứa con Minh Long đều học ở Marie Curie. Không những con Minh Long mà con của là các anh trong ban tổng giám đốc đều học Marie Curie hết. Mời bạn Hiền. Hoàng Thu Hiền. Chào thầy cô ạ. Em là Hoàng Thu Hiền ạ. Em làm bên đại trà, em sinh năm 68 và sau này thì em học ở Đại học Bách Khoa Hà Nội. Và bây giờ thì em đang làm bộ phận của em là giảng dạy những cái gì đấy. Đây là bà ngoại, bà nội, đây là ông ngoại á. Em là ông ngoại có hai cháu ngoại. Đây rất là đẹp. Em học ở Liên Xô. Sau rồi về làm việc với đồng bọn người Việt Nam và bây giờ đây là trường đại học Nguyễn Hữu Trường Hà Nội. Còn cái nghề của em như là do thầy bọn chọn, học nghề hải dương học này. Thầy bọn vừa thấy giới thiệu có cái nghề này rất hay rất mới nên là em vòng học. Mám đồng hương hải dương của thầy Mộng luôn ạ. Ông Mộng thì đi giới thiệu cái hải dương nhỉ? Số nó là bạn thôi. À, nhưng mà lại sao là giới thiệu học toán để giới thiệu cái hải dương? Hải dương nó là toán hơn gì nữa. Hải dương là toán nhiều. Hải dương là toán thì em xin chào thầy cô. Rồi, mời bạn Tiến. Sau đây mình quay lại. Mời bạn Việt. Em Đỗ Anh Việt, học sinh khóa 18. Em có cái đặc biệt là có thể là sinh và đang với về đầu tiên của khối. Chính vì vậy mà em được sự tình của chủ nhiệm rất là ái từ học sinh. Em rất nhớ khi sự ưu ái dạy và biết ơn sự ưu ái đó. Ngoài ra thì sau đó thì em khi mà đi Hà Nội thì đi xô học và hiện tại thì đang là bác sĩ về chấn thương chỉnh hình tại Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện 175. Nếu mà có thể và mong muốn nếu mà ai cần về tư vấn về cơ xương khớp thì đấy tuổi già thì đó thì em có thể tư vấn xin tư vấn ạ. Lưu Tiến Dũng. Kính thưa các thầy cô giáo, em là Lưu Tiến Dũng, em ở trong Hà Đông. Thì báo cáo thầy là em hiện nay sau khi tốt nghiệp đại học tổng hợp, em thì không được đi nước ngoài, nằm trong top là một trong 6 bạn đặc. Em học khoa lý đại học tổng hợp. Và sau đó thì em về công tác ở Bộ Lao động Thương binh Xã hội, hiện nay là Trung tâm Công nghệ Thông tin. Em cũng đã lên trường đội. Ngày xưa hồi thì học A0 thì cũng muốn năm nay em sợi vía em bấm nhập vô tình. Em gì nhà cô Hoa ấy, quê ở các em mới được Hồng Anh. Em Hồng Anh.
Nhưng mà cuối cùng cũng chẳng có duyên để làm con rể. Mời Trương. Đây bố trẻ của lớp ạ. Xin chào thầy cô giáo ạ. Em là thầy Trương. Học sớm 1 năm, tức là sinh năm 9. Sau khi học mỗi mình sau thì vào đại học và sang Nga học. Bây giờ Liên Xô, ngày xưa bây giờ là Nga. Và thực ra vẫn còn ở đấy tận bây giờ. Đi lại lại và công việc của bên đấy. Nhưng mà bây giờ 10 năm vừa rồi thì em đã về Việt Nam nhiều hơn. Và bây giờ tham gia kinh doanh. Nói chung là em đầu tư trong lĩnh vực kinh tế, năng lượng và những lĩnh vực khác như công bất động sản công nghiệp chẳng hạn. Vân vân. Trẻ con nữa, đầu tư vào cả trẻ con. Em có một con gái lớn và một con trai nhỏ. Xin hết ạ. Em nói to lên tí đi. Dạ. Em trước là cũng theo hướng nghiệp của thầy Khang là thi tổng lý, nhưng mà sau bên kia thế nào là phân cho học chính nghĩa. Sau là cũng không thấy thỏa mãn lắm nên học thêm trường nữa là trường bách khoa. Sau là về làm ngân hàng. Thì vẫn đang còn sinh ổn chưa đi còn độc thân ạ. Các thầy cô sang có cháu trước thì vẫn trong quá trình tìm người yêu cháu này quay về tư các à. Vâng, bạn đây là lớp trưởng ạ, lớp trưởng Bùi Minh Tiến ạ. Em xin chào tất cả các thầy cô. Em là Bùi Minh Tiến, em là học sinh ở chuyên toán Nam Định. Lên được học ở trường từ năm 82 của các bạn khóa 18 đấy. Hôm nay rất là vui, em rất vui được gặp các thầy cô giáo dạy dỗ bọn em cách đây 40 năm. Thì em thì cuộc sống bận Dũng là ở Đại học Trung Đức, học tổ hợp lý. Em là Dũng là có đặc điểm là 8 năm mới tốt nghiệp trường đại học tổng hợp. Có 3 năm phổ thông là 5 năm học tổ hợp lý ngành của thầy Khang. Thì sau khi tốt nghiệp thì em có về làm tại tập đoàn Dầu khí Việt Nam từ đó đến giờ được 32 năm rồi. Hôm nay em đang làm tập đoàn. Có thể nói là lúc đấy các thầy cũng như các bạn ôn rất là nhiều kỷ niệm. Khóa bọn em là vào năm 82 là có 1 năm học ở tại Thượng Đình là ở, và 2 năm còn lại thì chuyển sang ở Mỹ Trì. Và khi mà chuyển sang Mỹ Trì thì lúc đấy là đầu tiên là cuối chúng ta có một cái người riêng và bọn em đấy rất là vui. Lúc đấy thầy Khang cũng có nhắc lại kỷ niệm là có thầy Việt là vào tận trong trường ở với chúng em đấy, là chăm lo thầy Khang về nhà ở trong khu đấy cũng thường xuyên. Và lúc đấy bạn Linh là có giới thiệu là cô Bình là phu nhân của thầy Vinh là thường nấu cơm sáng cho bọn em, sáng nào là cũng đến thầy là có một bát cơm đầy với muối vừng. Nhưng mà nó là những kỷ niệm mà nói là rất là cảm ơn các thầy cô giúp bọn em những cái khoảng thời gian rất là vui và rất nhiều kỷ niệm. Còn bạn Linh thì chắc không phải giới thiệu nữa, tôi nhân tiện em là cũng xin được cung cấp thông tin thêm với các thầy cô. Báo cáo thầy cô là bạn Linh cũng là một trong những niềm tự hào của lớp, là duy nhất có bạn Linh là theo đuổi ngành toán đến cùng. Bây giờ là hiệu trưởng của trường thì các thầy đều biết là chẳng may đâu. Bạn Linh cũng mới được phong hàm giáo sư cách đây mấy hôm, nên là thay mặt lớp chúc mừng bạn Linh. Vâng, thế thì tiếp theo thì em xin các thầy cô 5 phút thôi để xem lại một số cái bức ảnh cũ mà lớp có chụp với các thầy cô. Cái này là cái này thì nó hơi ảnh bản thân cái ảnh ngày xưa thì ảnh này nhiều khả năng là thầy Việt chụp rửa ngày xưa, nó rửa chỉ cái ảnh rất nhỏ thôi. Thế mà cái này mấy năm trước cái đây quét thì nó chất lượng nó không được tốt. Cái này là chắc phải chụp lại thì nó mới chất lượng tốt hơn. Và ở đây thì có thể thấy đây là thầy Khang ạ. Thầy Khang đứng ở đây. Đây lớp bọn em, đây bạn Lan này, đây bạn Hậu này. Đấy, đây Tuấn Hải này. Đây đây là ai nhỉ? Đây là Đào Sơn này, đây Lưu Dũng này, đây Hoàng này, đây Long này, đây Nguyễn này. Đây là Hoàng này.
Đấy, Trịnh Dũng này, Lê Đạt này, Sơn này, Linh thì đây là thầy Hà. Đây là thầy Hà. Đấy, dưới đây là thầy Tô Quốc Bình nhá. Đây bạn Lã Văn Thứ, bạn Đạt, bạn Kỷ. Đây là đây Nhữ Kiện này, đây Trương này. Đây cô Tính ạ, cô Hòe và thầy Vinh. Thầy Vinh đây chắc cậu này là cậu bé của thầy Vinh ạ. Đấy. Vâng, đây thì nó hơi xa. À, đây cũng là cái bức ảnh chụp ở trước khi mình tốt nghiệp đúng không? Vâng. Đây ở nhà vẫn ở đấy, ở hình như đây lớp 11. Còn cả Hoàng thì là lớp 11. À không phải còn cả Tuấn chứ, Tuấn Hải Phòng. Có Tuấn Hải Phòng ở đây. Đấy, Tuấn Hải Phòng đứng đây này. Lớp 11 mới xuống. À, đây là chùa dưới Mễ Trì. Trước hồi trường. Đây là trong cái phòng ký túc xá. Đây hai người rõ nhất thì chắc là nhận ra. Đây thầy Khang và bà Hồng Hậu. Đấy còn đây là hình như là Sinh Hoa lớp dưới. Đây Sinh Hoa lớp dưới. Đây cái ảnh này là cũng tương đối rõ. Đây cô Hoa chụp với ba bạn nữ của lớp. Bạn Hậu, cô Hoa, bạn Hiền và bạn Hà. Hiện giờ là đây điều Hà là cũng học toán, bây giờ đi cư ở lại ở Ba Lan. Cái này là rất là mờ, nhưng cái này thì sẽ rất khó. Cô Tính và thầy Vinh, đố mọi người biết cái này chụp ở đâu? Không phải là đi Côn Sơn. Không phải Côn Sơn. Đây là Trường Quốc Phương, năm lớp 12. Anh nấu cơm ở ngoài ấy. Nấu cơm khê đấy. Nấu cơm khê, chính xác. Nấu cơm khê. Đây là phòng của thầy Việt. Phòng của thầy Việt ở hình như tầng 3 nhà C3 trong cái góc. Đây, chụp với thầy Tô Quốc Bình. Đấy, nhưng mà ngày đấy là mặc dù nghèo nhưng mà có lọ hoa ở huyết rất là tinh tương. Đấy, rất là nghệ sĩ. Đây cũng là cái phòng đấy, thầy Việt chụp với các bạn nữ trong lớp. Đây bạn Lan, bạn Hương, bạn Hiền và bạn Hồng. 40 năm rồi. Đây cũng có lẽ là cũng có một cái buổi đấy. Không biết là nhân dịp gì thầy Bình, bạn Lan, bạn đi nữa phải chụp lại ảnh thầy Bình ngồi cạnh bạn Lan sau đó thầy bạn Thông và thầy Việt. Cái ảnh này thì là cũng là có rất nhiều người lớp mình đấy rất là nhưng mà cái ảnh đấy Đạt này, thầy Điều đứng đây này, Đạt này, Tiến đây này, đấy Linh đây này, Long này, đấy Đào Sơn đứng đây này, đấy cả lớp mình và cả lớp dưới đấy, thầy Như Việt đây này, đấy đây là thầy Hoàng Hữu Như. Đây có lẽ một cái dịp gì đấy của khoa thì đúng hơn và có cả lớp lớp em và lớp dưới. Đây có Cao Minh La đứng đây. Em không nhớ là cái dịp gì. Đây thầy Khang chắc với Nam ạ. À. Đây là chắc Nam. Đúng rồi. Vâng. Đấy vì thầy hồi đấy là các em con nhà thầy Vinh, thầy Khang ở ngay vừa thể nên thường xuyên lên lớp chú. Đây là cái buổi này em đoán là cái buổi mà trong khi Đàm Thanh Sơn đạt giải huy chương vàng quốc tế thì vào cái buổi báo công đấy, bán giám hiệu bán giám hiệu đấy. Đây thầy Mậu ấy đấy, thầy Mậu ngày xưa. Góc này là thầy Bình, có thể nhận ra là thầy Bình. Hôm đấy thì có một cái ảnh toàn thể có cả thầy Hứa Nam Sơn. Thầy Hứa Nam Sơn thì là định cư ở Hungary. Đấy, đây là hình ảnh các thầy cô cũng không đầy đủ. Cái này có em đoán là những năm 80-90. Thầy Việt, thầy Phạm Hùng rất béo. Đây là cái thời kỳ mà Ngô Bảo Châu bảo là sắc thuốc đấy, thuốc mùi thuốc ấy, là thầy thầy Điều, thầy Long, thầy Giang, thầy Đỗ Thanh Sơn. Đấy, rất tiêu đây thầy Sơn là em bảo nhưng chắc là thầy Sơn là thầy Sơn với thầy Giang là ngang tuổi nhau nhỉ? Thầy Sơn nhiều hơn ạ. Không, mà thầy Sơn hơn chứ ạ. Thầy Sơn hơn tuổi chút là ngang. Vâng, không, tức là hơn cả thầy Giang. Không, thầy Giang đây. Thầy Giang là bảo là thầy cao. Thầy Giang cao. Đúng rồi, vì thầy Sơn là 61 tuyệt đối. Thầy Sơn là 48, đúng rồi, thầy Giang mới là cao tuổi nhất.
Đây cô Thanh Xuân, cô Thanh Xuân thì còn đã mất cách đây độ khoảng 5 năm. Cô Hoa, cô Tính và cô Hè, thì sức khỏe em gọi là không đến được cái buổi hôm nay. Vâng, thế thì đấy là một có lẽ là một số bức ảnh như vậy thì xin mời nhờ bạn Lan và bạn Hiền sẽ tặng hoa quà các thầy cô. Thank you.
cái gì đó quên mặt lên đây cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.